phật dạy này thiện hiện vì địa giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì địa giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, địa giới cho đến thức giới cũng như vậy, chỉ có giả nói, vì địa giới cho đến thức giới chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Phật dạy này thiện hiện vì vô minh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì vô minh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng như vậy chỉ có giả nói vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bố thí ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng như vậy chỉ có giả nói vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì Pháp không nội chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tự tánh chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không nội chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy chỉ có giả nói vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh